Hello mọi người, đến với video ngày hôm nay của mình. Thì video này á, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bot chat đang rất là nổi bật thời điểm hiện tại, đó là ChatGPT của bên OpenAI. Thì theo VnExpress họ đưa tin á, đó là họ đưa tin là ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 12 2022, và họ có ghi cái heading nó cũng rất là giật tít ha, đó là siêu AI khiến người dùng phấn khích lẫn lo sợ. Thì theo mình tìm hiểu thì nó có hai vế đúng không, là phấn khích và lo sợ. Phấn khích ở đây có nghĩa là nó có một cái bot chat và rất là thông minh luôn. Theo mình trải nghiệm thì nó rất là thông minh, đó là nó hầu như là giải đáp được những cái vấn đề mà mình đưa ra cho nó, trừ những cái vấn đề mà rơi vào những cái trường hợp như là tục tĩu, hay là nó không có đúng với cái nội dung mà cái bot chat này nó muốn cung cấp cho người dùng á, trong cái chính sách của nó ha. Rồi thì đây là cái ngày đưa tin. Còn trong cái nội dung ấy, thì người ta cũng có nói đó là đây là một cái mô hình trí tuệ nhân tạo tên là ChatGPT và đang rất là gây ngạc nhiên và được các chuyên gia gọi là sức mạnh công nghệ pha chút ma thuật đó. Rồi thì họ cũng nói luôn đó là tuần trước thì bên OpenAI giới thiệu siêu AI có tên đó là ChatGPT, đây là chatbot được đánh giá hoạt động tốt nhất hiện nay đó. Và theo mình tìm hiểu ở một cái nguồn khác đó, cũng là bên họ làm SEO bên Global luôn, thì họ cũng có đưa tin đó là ở đâu đó cái bot chat này bắt đầu được phát hành từ cái ngày mà 30 tháng 11 hoặc là đầu tháng 12 á, và nó đang nổi cho tới thời điểm hiện tại luôn, đó là ngày 19 tháng 12 2022, cái ngày mà mình đang quay video này đó, sau khi mà mình tìm hiểu cũng như là trải nghiệm qua rồi ha. Đó thì mọi người cũng có thể lên cái trang này rồi chúng ta tìm hiểu thêm cho nó kỹ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Mình muốn giới thiệu cho mọi người ở một cái phần mềm rất là nổi tiếng hiện tại luôn ha. Theo mình tìm hiểu là những cái sự kiện mà chatbot này còn hạn chế, đó là những cái sự kiện mà sau 2021 theo cái tin của chính cái trang web này nó đưa ra đó. Thì chúng ta có thể tìm hiểu là đây, mọi người có thể lên cái web này nhé, xong cái là mọi người bấm vào cái phần làm ở đây ChatGPT đây ha. Rồi đây, okay, đâu ta? Đây thì đây là mình là cái tài khoản đã login rồi nhé, nhưng mà cho mọi người xem trước ha. Đây thì họ có ghi một cái dòng đây. Đó là các sự kiện của chatbot còn hạn chế, là những cái sự kiện mà sau 2021 theo cái chính ở trong những cái web đề ra ha. Cho nên là chúng ta muốn tìm hiểu nguồn thông tin thì dường như là trước 2021 thì họ sẽ cung cấp đầy đủ hơn là sau 2021. Rồi thì mọi người sẽ vào cái trang web này. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà chúng ta tạo tài khoản và có thể hoạt động được nhé. Là mình nói luôn, đó là cái tài khoản của cái chatbot này á, là nó đang không có hoạt động ở cái lãnh thổ Việt Nam, mà chúng ta phải fake ID. Rồi fake ID là cái thứ nhất. Là cái thứ hai là mọi người phải có cái số điện thoại ở bên những cái nước mà của OpenAI người ta cho phép để mà login vào á, cũng như là đăng ký vào á, đăng ký tạo tài khoản á. Thì bên mình có một người bạn bên Hàn Quốc, nên là mình cũng có cái số điện thoại và mình cũng đã đăng ký được thành công cái tài khoản này, nên ngày hôm nay mình cũng có tài khoản để mà demo cho mọi người luôn ha. Rồi thì mọi người vào cái ở trang web này, rồi chúng ta sẽ bấm vào cái phần là đây ha. Rồi thì nó sẽ ra cái này, rồi chúng ta sẽ tiến hành đăng ký đúng không. Rồi như mình nói ban đầu á, là nó sẽ phải dùng cái VPN. Thì mọi người sẽ search để một fake ID á, thì chúng ta có thể là fake ID dựa vào cái extension này ha. Rồi mọi người cài cái này lên, ở đây thì mình cài rồi ha. Và mọi người chưa cài mọi người cứ thêm vào thôi. Rồi chúng ta vào ở cái web đó luôn. Rồi chúng ta sẽ rồi trước khi bấm nhé, thì mình sẽ demo để cho mọi người hiểu là tại sao mình cần phải cài cái này. Ví dụ như mình muốn sign up đúng không, sign up đi. Sign up thì bây giờ ví dụ như mình gõ email của mình vào đi. Rồi đồng nghĩa việc là nó sẽ không hỗ trợ mình. Ví dụ như này đi ha. Rồi continue ha. Lâu thì tất nhiên nó sẽ báo là ở bên đây, ví dụ như mình muốn ra đây phải đấy. Rồi đây
mặc dù mình đã verify rồi nhé, nó sẽ báo là thành công ở cái khâu mail. Như thế là verify ok rồi ấy. Nhưng mà sau khi mọi người verify xong ấy, qua bên cái phần web này ấy, thì người ta sẽ thông báo đó là cái quốc gia của chúng ta sẽ không được vào đây đó. Thì cái trường hợp này chúng ta sẽ cài cái extension đó là touch VPN này, rồi chúng ta sẽ bấm lên, chúng ta sẽ chọn là United ha, rồi connect họ. Thì này chúng ta sẽ phải fake IP mới vào được cái web này, và chúng ta sẽ load lại ha. Rồi thì khi mà chúng ta load thành công á thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta như này. Ok, nó chạy hơi chậm ha. Rồi thì để mà nó chạy nhanh hơn cũng như là loát cái ID mới á, thì mọi người thêm một cái bước nữa dùng tiến ha, và chúng ta sẽ chuột phải này, xong chúng ta sẽ bấm vào kiểm tra, thì chúng ta sẽ xóa hết mấy cái cookie mà trước đó đã từng hoạt động ở trên này luôn đi ha. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần là application này. Rồi chúng ta sẽ bấm vào những cái này, thì chúng ta sẽ xóa hết mấy cái ấy đi ha, mấy mấy cái cookie đi, rồi cái này hết đi, và chúng ta thử lá lại nhé, xem được hay không nhé. Ok, mình xem. Mình xem lại nào. Mà mình nghĩ lần này là được, chắc là được. Ok, thử login xem. Ok, nó đã hoạt động nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo tên thôi. Rồi ở đây là giống như hồi nãy mình nói ban đầu đúng không, thì nó sẽ hỗ trợ những nước mình, nó sẽ có một cái danh sách hỗ trợ nhé. Thì cái danh sách này mọi người cứ search ở bên bên ấy đi, bên bên Google đi, thử tìm hiểu xem có ấy không nhé. Nhưng mà theo mình tìm hiểu là nó sẽ có, nó sẽ hỗ trợ những cái, nó sẽ không hỗ trợ cái ở bên Việt Nam của mình đâu nhé, mà là nó sẽ hỗ trợ những cái nước tương đương như là ở bên châu Âu hay là ở bên châu Á của mình, thì như có là những cái nước lân cận. Nhật thì hình như là không. Mọi người có thể là giống như mình là Korea, hay là mọi người có thể tìm hiểu đến cái phần Taiwan, hay là hoặc là Nhật thì không nhé, theo mình tìm hiểu thì nó không có. Rồi hoặc là một số nước nữa. Rồi thì ví dụ như mình là Korea đi ha. Đây đây rồi thì chúng ta sẽ nhập số số điện thoại vào đây, và xong với send code thì mình kêu người bạn của mình, xong đấy là gửi code về, rồi thì mình sẽ đăng ký bình thường thôi đó. Thì cái bước đó thì nó rất là đơn giản đối với những người làm như chúng ta ha. Rồi ok, thì qua mình qua bước này nhé, coi như là bước này là thành công ha. Bởi vì bước này thì cần phải số điện thoại thật nhé, mình nói lại là số điện thoại thật nhé, mặc dù mọi người bỏ tiền ra mua số điện thoại ảo của nước mà họ cho phép, nhưng mà cái kết quả trả về á là các bạn vẫn không có được đâu nhé. Họ vẫn báo là đó là số điện thoại ảo á, mặc dù là nhà mạng vẫn bán bình thường theo như mình tìm hiểu một số video trước ha. Rồi rồi khi mà mình đăng ký thành công á thì sẽ ra như này đó. Thì khi mà chúng ta sạch này, nó đi login thành công. Ok rồi thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm như này. Rồi ok, mình tắt VPN. Rồi thì chúng ta sẽ review qua một số tính năng. Thì là tính năng chính là mình muốn giới thiệu ở đây, đó là cái tính năng là chatbot đây luôn, cũng là cái mà bên phía OpenAI muốn giới thiệu ở đầu 22 này ạ, đang nổi hiện tại luôn, đó là ChatGPT ha, và mình demo luôn. Thì bây giờ cái demo thứ nhất, ví dụ như mình ở bên code đi ha, ở đây thì em không nói đến các anh chị là đã code thời điểm lâu rồi,
thì cái thời điểm lâu quá lâu rồi thì các anh chị tất nhiên sẽ không cần phải lên rồi tìm hiểu code này kia, bởi vì đó các anh chị đã thuộc vào những người mà phát triển những cái chức năng mới hay là những cái chức năng khó hay là limited. Nhưng mà ở đây thì em sẽ demo một cái chatbot mà mình ví dụ như mình đặt cái vấn đề là mình đang không có cố được một cái form đăng ký, ví dụ như thế đi ha. Rồi rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn cái bot chat này giúp mình là ở cốt cái form đăng ký đi ha. Thì chúng ta ở đây xuất bình thường thôi. Rồi, điều của chúng ta bây giờ là chờ thôi ha. Thì thay vì các bạn mới tìm hiểu HTML hay là đang học CSS đồ đó, kiểu lười code cái phần này, thì chúng ta vẫn có thể là yêu cầu bot chat, rồi bot chat sẽ tự code cho mình. Và việc của mình là copy xong cái là đưa lên form bình thường thôi ha. Nhưng cái này thì mình cũng không có khuyến khích, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu là chúng ta sẽ tự học. Nhưng mà đây là mình đang demo là ở cái chức năng nó có như thế. Và bây giờ việc của mình cứ ngồi chờ thôi. Rồi xong thì chúng ta copy bộ, copy code thôi. Ok, thì như thế là nó đã kết thúc cái việc là code cho mình cái format. Bây giờ việc của mình là copy code rồi test thôi. Bây giờ ví dụ như mình muốn bỏ vào cái phần body luôn đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ go live lên ha. Đó, thì đây là cái form mà ở bên dùng code của AI code ra, mình không phải code luôn ha. Đó là một cái demo về bên code. Rồi quay trở lại vấn đề đi ha. Rồi cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ demo một số cái liên quan đến khái niệm, thử xem là nó có đưa ra nhanh chóng cũng như là nó có ổn ở cái khâu là nó đúng hay không nhé, và nó có bị duplicate hay là copy content ở đâu đó không nhé. Rồi ok, thì ví dụ như mình gõ key là content là gì đi. Rồi song song đó thì chúng ta sẽ mở một cái web là check đạo văn đi ha. Rồi, việc của mình bây giờ là ngồi chờ thôi. Đấy, thì mọi người có thể là nhìn thấy là AI đang viết trong mình. Theo như mình có test một số cái key trước đó thì cái tỷ lệ duplicate nó rất là ít. Nhưng mà mình cũng khuyến khích luôn là các bạn đang làm content á, thì mình cũng không nên copy để mà đưa lên bài, đưa lên website của chúng ta hay là đưa lên một cái nền tảng nào để mà dùng cái mục đích nào đó đâu nhé. Bởi vì là bây giờ thì nó là content limited thật, nhưng mà sau này thì chúng ta cũng dễ bị gọi là rơi vào trường hợp là bị phạt hay cái gì đó liên quan, ví dụ như ESO thì sẽ bị phạt ban ha. Thì nó sẽ ảnh hưởng cái khâu là content. Chỉ có là ở trong cái khâu content này thì chúng ta cũng sẽ gọi là chúng ta sẽ sử dụng nó để mà lấy cái idea, rồi lỡ mà chúng ta bí hay cái gì đó thì chúng ta vẫn có thể là vào đây ha và để tham khảo thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thử có cái form content này đi ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm chứng là xem nó có phù hợp hay không nhé. Content có nghĩa là nội dung, cái này chắc chắn là đúng. Rồi trong ngành công nghiệp viễn thông content có thể sử dụng đó, chấm ba chấm ha, các bạn có thể đọc. Rồi theo mình thấy thì nó cũng khá là ổn. Rồi mình đọc nhanh nhé, chứ cũng chưa có đọc hết. Và mình thử copy xem là nó cái tỷ lệ nó duplicate như nào nhé. Ở đây thì mình dùng cái tool là duplicate checker. Còn các bạn đang dùng tool khác thì mình vẫn có thể dùng bình thường ha. Và quan trọng là ra được cái kết quả là xem nó có bị đứt hay không thôi. Đấy thì như các có thể chúng ta có thể thấy ha, đó là cái độ unique nó là 100% luôn. Rồi ok, thì qua cái phần demo cái key là content là gì, thì quay trở lại cái vấn đề đó là mình cũng muốn mở rộng hơn, và cũng là cái chính mình muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta sẽ tận dụng ở ESO. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ tận dụng ở cái khâu là khi mà mình build entity á, chúng ta sẽ dựa vào chatbot này, chatbot GPT ha, để mà build cái entity cho cái website của chúng ta, cũng như là khi trong quá trình mình làm ESO trên website thì chúng ta cũng sẽ làm kỹ hơn. Thì ở đây mình sẽ demo ra hai ví dụ, đó là
Ví dụ như bây giờ mình muốn là, để cho nó lại đi ha. Chúng ta sẽ muốn demo một cái entity ví dụ như là liên quan đến chính sách đi, thì chúng ta sẽ hiểu rõ này, là ở các trang chính sách trên một cái website, ví dụ như mình đang làm tìm ngành kim cương đi ha. Rồi, thì chúng ta sẽ thử xem nó có đúng hay không nhé. Đúng hoặc là phù hợp. Việc của chúng ta là xem nó có đúng hay không và có thể là mình đang thiếu hay không để mà bổ sung cho cái website của chúng ta ở cái khâu entity cho nó mạnh hơn ha. Đó, thì nó hầu như là nó cung cấp cũng khá là đầy đủ. Và như mình tìm hiểu á, cũng như là gọi là nghiên cứu một vài ngày ở bên một số group global á, thì họ cũng đang rất là gọi là đang đang sôi nổi bàn với nhau về cái vụ là cái bot chat GPT này nó rất là tốt ở cái khâu là SEO, cũng như là đưa ra cho chúng ta những cái khái niệm nhanh chóng và cụ thể luôn. Ví dụ như là chúng ta đang viết content đúng không, bí cái khâu là ví dụ như là từ đồng nghĩa với cái việc là giá bán, thì mọi người vẫn có thể gõ là giúp tôi tìm từ đồng nghĩa với giá bán, nó vẫn ra bình thường à. Đó. Và khi mà mình so sánh cái kết quả đó với Google á, thì nó cũng gọi là Google nó cũng đưa ra những cái kết quả chung chung thôi, nhưng mà cái thằng chatbot này á, nó sẽ đưa ra những cái kết quả mà nó rất là cụ thể và ngắn gọn nhất, cũng như là nhanh nhất cho mình, và mình thấy cái này rất là ổn. Rồi, với cả là cái chatbot này nó có một cái chức năng là ví dụ nhé, trường hợp mà các bạn tìm tìm một cái thông tin đó, thì ví dụ như ở đây đúng không, nó là không được này, hành vi không được gì đó, nhưng mà nó không có tiếp tục này, thì bây giờ việc của chúng ta là kêu là hãy tiếp tục đi, làm xong là nó vẫn cứ tiếp tục bình thường ha. Nghĩa là nó giống như một cái con người bình thường thôi, nó hiểu mình ấy, thì chúng ta cứ kêu là hãy tiếp tục. Rồi ha, thì ok, chúng ta dừng lại đi ha. Là coi như là nó cũng đã có những cái gọi là trang chính sách rất là ổn đó, như là bảo mật thông tin hay là cookie bảo hành đó, hoàn tiền, những cái này nó rất là phù hợp với một cái website đang bán về kim cương. Rồi ok, rồi cái ví dụ thứ hai đi ha, là chúng ta thử search cookie xem nào. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn build cái entity trong ESO cho một cái author đi đúng không, cho một cái ông bác sĩ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái key đó là để một bác sĩ nhận diện tốt ở trên online, thì chúng ta nên làm như thế nào, thì chúng ta suy nghĩ như nào thì cứ hỏi bot chat như thế luôn. Mình cũng rất là bất ngờ khi mà kết quả nó rất là hợp lý. Thật nhất đi ha. Ok. Thôi thì chúng ta chờ xem nhé, xem là nó có phải là ra những cái thành 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 tố mà chúng ta đang cần để mà biết được là ở một cái bác sĩ thì nên build như thế nào để cho cái gọi là cái tín hiệu cũng như là cái entity phát tán nó rộng ra để cho Google hay là một số cái công cụ tìm kiếm khác hiểu hơn về cái bác sĩ đó ha. Rồi. Đây mình thì đọc một cái đầu nhé, là có một trang web cá nhân tốt. Đó, rồi bạn có thể tạo ra một cái trang web cá nhân để mà giới thiệu về bản thân. Bản thân ở đây có nghĩa là bác sĩ đó ạ. Các dịch vụ cung cấp là các hoạt động nghiên cứu và cái thành tích đạt được, rất là kỹ luôn đó. Rồi bên cạnh đó thì nó cũng
đề xuất cho mình là nên tạo những cái trang social này, à, như chúng ta làm social stack entity á. Đây rồi hợp tác với các trang web y tế uy tín, có nghĩa là có thể là hợp tác với những cái kiểu những cái trang báo lớn liên quan đến ngành sức khỏe chuyên ngành của bác sĩ này ha. Rồi chúng ta muốn tiếp tục thì cứ ghi, hãy tiếp tục giống hồi nãy thôi ha, thì chúng ta sẽ đề xuất tiếp đó. Rồi rồi song song với đó nhé, thì song song với hai cái ví dụ mà chúng ta có thể tận dụng để mà làm entity cho nó tốt hơn đó, thì cái khâu SEO thì nó cũng có rất là nhiều nhiều cái để chúng ta tìm hiểu hơn ở cái khâu là báo chat này. Rồi thì đó là cái trọng điểm mà SEO Build Entity thì muốn nói ở cái video này là chính đó. Rồi bên cạnh đó thì mọi người vẫn có thể test những cái ngành như là ở bên cái ngành kinh tế, hay là chúng ta đang làm một cái gì đó nó liên quan đến những cái thuật ngữ mà như kiểu là hàn lâm, hay là những cái mà nó hơi kiểu thuần thuần về cái học thuật quá, mọi người muốn tìm hiểu nhanh, hay là ví dụ như là đây đi, ví dụ như Tiến muốn một cái câu hỏi rất là basic, đó là checklist ở website thử nhé. Rồi nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình luôn chắc chắn, và song song với cái ngôn ngữ Việt Nam thì nó cũng hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ ở nước ngoài ha, nên là mọi người cứ thoải mái đi. Rồi nếu như mà mọi người có thể là làm cái ngành khác thì chúng ta cũng có thể tìm những cái key như là liên quan đến marketing, hay là tài chính, hay là một cái gì đó bất kỳ ha. Chúng ta làm về chứng khoán thì cái nào mà chúng ta không hiểu, hay là chúng ta muốn so sánh đối sánh một cái gì đó nhanh chóng và cụ thể nhất, thì cái AI bot chat này nó cũng hỗ trợ của mình rất là đắc lực ha. Rồi đây thì mọi người có thể tìm hiểu đây, nó rất là đúng nhé. Ok thì cái video test ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc, để mục đích là Tiến muốn giới thiệu cho mọi người một cái bot chat GPT hiện tại đang rất là nổi từ đầu hai từ đầu tháng 12 2022 trở lại đây ha, để cho chúng ta có thể là hiểu được cũng như là cách mà tạo tài khoản, bởi vì là cái khâu mà tạo tài khoản á là có rất là nhiều người gặp khó khăn đó. Ok và mọi người có gì cứ mình cứ tìm hiểu thêm đi ha. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé, chúc mọi người thành công.